Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 75 tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Hãy chọn 4 màu sắc bất kỳ và điền vào bảng kiểm đếm dưới đây. Sau đó, hãy tiến hành một cuộc khảo sát về màu sắc yêu thích của những người thân hoặc những người hàng xóm của gia đình em trong số 4 màu sắc mà em đã chọn, rồi ghi lại kết quả vào bảng kiểm đếm. Rồi thầy giáo ví dụ, các em chọn màu trắng, màu đen, màu tím, màu vàng chẳng hạn. Các em không thích thì các em chọn 4 màu khác nha. Sau đó là các em đi khảo sát, xem là có bao nhiêu người thích màu trắng, bao nhiêu người thích màu đen, bao nhiêu người thích màu tím, bao nhiêu người thích màu vàng. Một người thích thì các em thể hiện bằng một gạch. Sau khi là khảo sát xong thì các em thống kê lại sau. Ví dụ màu trắng có 4 người thích chẳng hạn, các em thể hiện bằng 4 gạch như thế này. Rồi màu đen, màu đen có 5 người thích chẳng hạn, các em thể hiện bằng 5 gạch như thế này. Rồi màu tím, màu tím có 6 người thích, các em thể hiện bằng 6 gạch như thế này. Màu vàng, màu vàng có 3 người thích chẳng hạn, các em thể hiện bằng 3 gạch như thế này. Rồi ở đây thầy giáo ví dụ thôi. Sau khi có bảng khảo sát như thế này thì dựa vào cái bảng này, các em hoàn thành bảng số liệu sau. Trước hết là màu sắc là màu trắng. Số người yêu thích các em đếm ở đây là 4. Màu đen, số người yêu thích ở đây là 5, thể hiện bằng 5 gạch. Màu tím, số người yêu thích là 6, tím là 6. Màu vàng, số người yêu thích là 3. Được chưa? Theo bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm. Sau khi có bảng số liệu rồi thì chúng ta sẽ viết tiếp vào chỗ chấm. Có bao nhiêu người đã tham gia cuộc khảo sát của em? À, muốn biết có bao nhiêu người thì các em cộng các số này lại. 4 cộng 5 cộng 6 cộng 3 bằng 18, đúng không? 18 người tham gia cuộc khảo sát của em. Trong số 4 màu sắc đó, màu nào được nhiều người yêu thích nhất? Trong các số này, số 6 là lớn nhất, nó thuộc màu tím. Như vậy màu tím được nhiều người yêu thích nhất. Rồi thầy giáo ví dụ như vậy. Còn thực tế thì các em khảo sát như thế nào thì các em sẽ phân tích với những số liệu khác nha. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Hãy tiến hành một cuộc khảo sát về loài động vật nuôi trong nhà của những người ở xung quanh em và ghi lại kết quả vào bảng số liệu sau. Loài động vật, ví dụ như là chó, số người nuôi là 6 chẳng hạn. Mèo, các em khảo sát được số người nuôi là 4 chẳng hạn. Chim, số người nuôi là 3 chẳng hạn. Cá, số người nuôi là 2 chẳng hạn. Ở đây thầy giáo ví dụ như này thôi nha. Còn thực tế thì các em khảo sát được số liệu như thế nào thì các em sẽ điền vào sao cho nó phù hợp. Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm. A. Loài động vật được nhiều người nuôi nhất là. À, ví dụ theo bảng này thì số 6 là lớn nhất, cho nên loài động vật được nhiều người nuôi nhất là chó. Có 6 người nuôi loài động vật đó trong nhà. B. Loài động vật được ít người nuôi nhất là. À, số bé nhất là số 2, đó là cá. Có 2 người nuôi loài động vật đó trong nhà. Rồi các em có thể tham khảo và các em thực hành nha. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.